bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Trao Cơ Hội Nối Ước Mơ cho đài truyền hình kỹ thuật số VTC phối hợp với công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott thực hiện. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ mời quý vị đến với tỉnh Kon Tum, một tỉnh nằm ở cực Bắc Tây Nguyên, nơi có hơn 34 dân tộc sinh sống và trong đó có 53% là dân tộc thiểu số. Tôi đang đứng tại trường tiểu học trung học cơ sở Đắk Lạ, tỉnh Kon Tum. Nơi đây chúng tôi sẽ trao một phần học bổng đến với một em học sinh dân tộc Ba Na. Trường tiểu học trung học cơ sở Đắk Lạ, thành phố Kon Tum được thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập hai trường tiểu học và trung học cơ sở Đắk Lạ. Hiện nay, cấp trung học cơ sở có 33 cán bộ giáo viên, 580 học sinh, trong đó 87 dân tộc thiểu số đến từ 9 thôn, 6 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Thực hiện cuộc điều tra tình hình kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019, Thượng ủy ban dân tộc đã phát hành ấn phẩm đặc trưng cơ bản của 53 dân tộc thiểu số năm 2019. Theo đó cho thấy dân tộc Ba Na có tỷ lệ người biết đọc, biết viết trên 15 tuổi chiếm 67,8%, người theo học cấp tiểu học chiếm 99,6%, cấp trung học cơ sở chiếm 69,1%, cấp trung học phổ thông chiếm 20% và trẻ em ngoài nhà trường chiếm 28,4%. Và từ những số liệu trên cho thấy là việc tiếp cận các bậc giáo dục cao của các em học sinh là dân tộc thiểu số và cụ thể là dân tộc Ba Na còn rất nhiều hạn chế. Đại đa số trên địa bàn xã Đắk Pla thì là học sinh dân tộc thiểu số chiếm 87%, trong trường thì có 80 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo và có 5 em học sinh khuyết tật. Trong cái khoảng thời gian mà đi học là các em cũng là lực lượng lao động chính á, thì cũng là chủ yếu là vừa học vừa đi làm. Cho nên là các em hay đi học theo cái kiểu giả gạo á, bữa đi bữa nghỉ, rồi là khó khăn nhất là cái việc vận động học sinh ra lớp. Lớp 8C là một trong những cái lớp hoạt động cũng rất là hiệu quả trong cái quá trình học, và đặc biệt là em Y Thương. Thì Y Thương có một cái hoàn cảnh như chúng ta biết là có rất là nhiều khó khăn, như là cậu là cũng khuyết tật mà mẹ cũng khuyết tật, là thuộc gia đình hộ nghèo, nhưng mà cái tinh thần học tập của em rất là cao. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp 8C, lớp hiện có sĩ số là 38 em, thì trong đó là có 5 em là học sinh người Kinh, thì 33 em là học sinh dân tộc. Thì thực sự mà nói thì cái điều kiện của các em ở đây là nói chung là hoàn cảnh gia đình là tương đối khó khăn, đa số là khó khăn, cho nên là việc học của các em cũng chưa được sự quan tâm đúng mức của gia đình. Trong lớp về học lực của các cháu mà tổng kết cuối kỳ thì chỉ có một em là học sinh giỏi, đó là học sinh dân tộc người Kinh. Còn lại thì có 6 em là học sinh khá, thì có trong đó là có Y Thương. Thì em Y Thương là điều kiện hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn, là thuộc hộ nghèo. Mà bên cạnh đó thì lại có một người cậu là 26 năm nay là bại liệt, nằm tại chỗ. Nhưng mà thực ra thì thực sự là Y Thương cũng đã có rất là nhiều cố gắng. Cho nên là Y Thương cuối học kỳ một năm nay là Y Thương cũng đạt học sinh tiên tiến. Nguyên nhân chính dẫn đến là các em học sinh dân tộc thiểu số giảm mạnh ở các cấp học cao bởi vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, các em phải ở nhà để phụ giúp ba mẹ và gia đình của các em cũng không nhận thức được giá trị của giáo dục. Và còn một điểm mà chúng ta có thể nhận thấy rõ ràng là việc bất đồng về ngôn ngữ. Khi trên trường thì các em sẽ được học trong ngôn ngữ tiếng Kinh, nhưng khi về nhà thì sẽ sinh sống và hoạt động trong môi trường ngôn ngữ tiếng dân tộc. Vì vậy nên vốn từ vựng tiếng Kinh của các em sẽ còn nhiều hạn chế, từ đó dẫn đến là việc tiếp thu bài vở trên trường sẽ gặp nhiều khó khăn. Tan học về nhà, Y Thương hầu như chỉ giao tiếp với mọi người trong gia đình bằng tiếng Rơ Ngao, một nhánh của dân tộc Ba Na. Bà Y Thương gần như không nói được tiếng phổ thông, mẹ chỉ học hết lớp 5, nên từ khi Y Thương lên cấp 2, mẹ không đủ kiến thức để chỉ bảo. Khi em gặp những bài khó, em chỉ có thể hỏi thầy cô, bạn bè ở trường. Vì thế, 7 năm liền, Y Thương đều đạt học sinh tiên tiến cũng đã là một nỗ lực rất đáng ghi nhận. Bên cạnh rào cản về ngôn ngữ, thì gia đình hoàn cảnh khó khăn cũng ảnh hưởng đến không ít việc học tập của em. Tôi thấy gia đình tôi thật sự rất khó khăn. Ruộng làm thì cũng ít thôi, có mấy trăm mét vuông, mà rẫy thì cũng không có.
ở đâu người ta cũng lấy hết, chứ để lo cho ba con đứa nhỏ đây, đứa nhỏ nhất thì nó chưa đi học, mà đứa thứ hai học lớp 1, đứa Thương là đứa lớn nhất. Thương cũng có lúc giúp mẹ phụ công việc trong nhà, còn mẹ thì phải đi làm phụ hồ, có lúc thì tới 4 triệu mấy, cũng có lúc thì không có, thì cũng phải đóng tiền học cho nó thì không có đóng, đóng tiền thằng em nó thì có đóng, nhưng mà với lại chị cũng phải lo quần áo rồi sách vở cho nó đi học, vất vả lắm. Cũng có lúc thì không có tiền, chưa đi làm được thì cũng phải mượn trước, và đi làm thì phải trả sau. Là mẹ đơn thân cũng là lao động chính trong nhà, công việc chủ yếu của chị Enai là đi phụ hồ, đến mùa lúa thì bắt cào cào cháu cháu, công việc bấp bênh bữa đực bữa cái, nên cả nhà chỉ trông chờ vào 1 triệu tiền trợ cấp xã hội của chị và người cậu bị liệt. Hoàn cảnh khó khăn nhưng chị vẫn quyết tâm cho Y Thương đi học. Nhà có 3 đứa con, tôi không biết làm sao được chứ. Giờ thì nó học đến đâu thì phải cho nó học đến đó thôi. Sau này thì cũng có Thương nó phụ giúp được cho hai đứa em nó, thì nó phụ giúp cho mẹ. Chứ mẹ càng ngày càng già yếu rồi, sao mẹ có thể giúp được con. Con học được bao nhiêu thì con cứ học. Hiện tại bây giờ tôi sẽ cố gắng làm việc để mà cho ba đứa nó có ăn, có học cũng giống như con người ta. Bà Plei là bà ngoại của Y Thương, năm nay cũng đã hơn 70 tuổi. Tuổi cao, sức khỏe yếu nên bà chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc người con bị bại liệt, không thể làm gì. Ngoài giờ học lên lớp, Y Thương cũng phụ giúp bà chăm cậu. Nhà tôi thì khó khăn lắm, tôi nuôi thằng Liệt nữa. Tôi chăm thằng Liệt thì mà nhà nước cho thằng Liệt một con bò, rồi sáng đi cột bò, chăn bò, rồi nuôi mấy đứa cháu thôi. Thu nhập thì không có gì, làm cũng không được. Rồi lệ tiền hàng tháng thằng Liệt có 640, rồi bà chị nó thì 415.000, bao nhiêu đó thôi. Bà với mẹ Y Thương cố gắng làm thuê, nuôi bò cho Y thoát nghèo mà cho Y Thương làm cô giáo. Trước đây thì nó là cái xã vẫn là đang một số các cái thôn vẫn đang nằm ở cái vùng khó khăn. Đấy, thì riêng cái thôn Con Tu 1 bữa nay đã không còn nằm ở trong cái diện đặc biệt khó khăn nữa, nhưng mà vẫn nằm ở trong cái địa bàn xã khó khăn. Thế thì bây giờ trong một cái địa bàn mà có bà con dân tộc thiểu số là nhiều, thì cái công tác xã hội hóa, đặc biệt cái công tác phát triển về xã hội nó cũng bị hạn chế rất nhiều. Thứ nhất là cái nguồn kinh tế của bà con thì nó cũng còn đang khó khăn, cho nên là cái thực hiện cái chủ trương con xã hội hóa để phát triển chung toàn xã hội là nó gặp rất nhiều những cái trở ngại. Cái thứ hai nữa là đánh giá về cái đặc thù thì các em là học sinh, các cháu học sinh thì phần lớn là theo cái tập tục, cho nên là cũng chưa thực sự để chú trọng cho các cái học tập nhiều. Trường hợp của gia đình Y Thương thì cũng là một học sinh rất ngoan, đấy, chăm học. Qua cái theo dõi là của gia đình cũng như là thôn thì gắn kỷ niệm với các đó để các em cũng học. Thì gia đình là một gia đình hoàn cảnh tức là thuộc diện hộ nghèo nhiều năm rồi, cho nên là nhưng mà rất khen là em có một cái tinh thần gọi là học tập rất tốt. Em thích học nhất là môn văn. Gần đây em thích học môn văn là cô bé bán diêm, là một đêm lạnh buốt cô bé bán diêm đã được ước rằng là thấy lò sưởi và thấy được một bàn ăn no và thấy bà của mình, và cuối cùng cô bé đã được chọn điều ước thứ ba và đã được gặp bà của mình. Và em mơ ước của em là sẽ thành giáo viên mầm non. Để trở thành cô giáo thì em phải làm học nhiều hơn nữa và vượt qua khó khăn của mình để vươn lên trong học tập. Hàng ngày, Y Thương vẫn dạy cậu em trai Y Hoàng Khang học lớp 1. Vì em biết chỉ có học mới giúp bản thân và các em thoát khỏi đói nghèo. Xin chào cô giáo cùng tất cả các bạn học sinh lớp 8C. Xin chào. Và ngày hôm
hôm nay có anh Nguyễn Phước Hải, đại diện nhà tài trợ Vietlott, cũng như là cô Trần Thị Kim Mười, hiệu trưởng nhà trường, cũng như là đại diện Sở Giáo dục tỉnh Kon Tum và cô chủ nhiệm của lớp chúng ta. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một phần học bổng được trao cho bạn yêu thương của lớp chúng ta. Và xin mời đại diện nhà tài trợ Vietlott sẽ thông qua thông điệp cũng như là ý nghĩa của phần học bổng này để trao đến cho bạn yêu thương ạ. Xin mời. Bạn yêu thương là một trong những bạn có hoàn cảnh rất là khó khăn nhưng mà đã vươn lên và học tập tốt để đạt được những kết quả tốt. Vì vậy thì năm nay là công ty đại diện trao cái suất học bổng này cho bạn yêu thương. Chúc em là cố gắng học tập thật tốt để sau này tiếp được con đường học tập để phát triển tốt hơn. Và cũng như là tất cả các bạn đều có cơ hội giống nhau nếu chúng ta có cái sự cố gắng hết sức mình. Thứ nhất là tốt cho chúng ta, thứ hai là sẽ có những cái cơ hội để có những cái học bổng để chúng ta có thể vươn lên tốt hơn trong cuộc sống. Vậy bây giờ thì xin mời bạn yêu thương sẽ cùng tiến lên để nhận phần học bổng của nhà tài trợ Vietlott của chương trình. Xin mời bạn và chúng ta có thể trao một tràng pháo thật lớn cho bạn yêu thương. Em sẽ cố gắng học tập và vươn lên và sẽ học hết cấp 3. Và sẽ trở thành cô giáo mầm non. Mình đã được ước mơ. Và em cũng xin phép được mời đại diện Sở Giáo dục tỉnh Kon Tum có thể là có đôi lời phát biểu để gửi đến các bạn học sinh tại lớp của chúng ta. Kính thưa quý thầy cô giáo, kính thưa các nhà tài trợ cùng ban chương trình đài VTC, thưa tất cả các em học sinh, thì cái công tác khuyến học khuyến tài là một cái chương trình là hết sức ý nghĩa, đặc biệt là các cái chương trình học bổng. Thì các em thấy là đây là một cái chương trình hết sức ý nghĩa và cũng là một cái sự khích lệ cho cái sự nỗ lực của các em trong quá trình học tập và quá trình rèn luyện. Thì Sở Giáo dục và Đào tạo cũng xin cảm ơn nhà tài trợ và chương trình VTC tổ chức những cái chương trình hết sức là ý nghĩa như này. Qua quá trình lựa chọn thì đại diện nhà trường chúng tôi đã chọn được em yêu thương của lớp 8C có hoàn cảnh gia đình khó khăn và em đó cũng đã vươn lên học tập. Và cô hy vọng rằng em yêu thương sẽ là người học sinh xứng đáng với cái lời hứa của mình, sẽ cố gắng học tập hết cấp 3 và sẽ đem đến một cái ước mơ thật hoàn thiện, đó là trở thành cô giáo mầm non. Và tất cả các em trong lớp của chúng ta, tất cả các em đều có ước mơ cả. Và nhân cơ hội này, cô cũng chúc các em hoàn thành cái ước mơ của mình trong tương lai. Dạ, và em cảm ơn những lời chia sẻ cũng như là động viên của quý thầy cô giáo để gửi đến Y Thương này cũng như là tất cả các bạn học sinh trong lớp chúng ta. Và chị hy vọng rằng là không những Y Thương mà tất cả các bạn học sinh trong lớp chúng ta sẽ chăm chỉ học tập này, nỗ lực từng ngày, bởi vì con đường giáo dục sẽ giúp cho các bạn thay đổi rất là nhiều và sẽ giúp cho các bạn là gì đạt được ước mơ của các bạn mong muốn. Người thì muốn trở thành công an, người thì muốn trở thành bác sĩ, và chị tin chắc rằng là các bạn còn có rất nhiều ước mơ. Và chắc chắn nếu các bạn tin vào bản thân mình và các bạn chăm chỉ nỗ lực trong việc học sẽ thực hiện được ước mơ đó. Và một lần nữa xin chúc Y Thương cũng như là tất cả các bạn học sinh trong lớp của chúng ta sẽ thật nhiều sức khỏe này và chăm chỉ học tập và thành công trong tương lai nha. Chúng ta sẽ lên chụp một tấm hình lưu niệm cùng với các thầy cô cũng như là bạn Y Thương ngày hôm nay nha.